Em Duy xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh chị chiếc Mazda 2 bản hatchback 2016 chạy 51.000 km, màu trắng nha anh chị. Nội ngoại hất xe thì cũng còn rất là đẹp luôn ạ. Phía trước thì chúng ta có cụm đèn bi LED đó, đèn sáng sương mù. Lớp xe thì cũng còn khá dày nha anh chị. Đây, còn rất là dày luôn. Phần sơn xi bên ngoài cũng còn rất là liền lạc. Còn Mazda 2 thì trang bị cả 4 phanh đĩa luôn, đầy đủ tiện ích ạ. Máy 1.5 đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cho khả năng tăng tốc rất là tốt và chạy thì cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu anh chị. Máy của Mazda thì mọi người đều biết là nổi tiếng về độ tiết kiệm nhiên liệu rồi. Đây, phía trong thì chúng ta có chế độ lái Sport nè, có điều hòa tự động, có màn hình giải trí, cam lùi, khởi động nút bấm luôn. Trần thì vẫn là trần zin nha anh chị. Đây là hàng ghế sau, hàng ghế sau cũng còn rất là mới luôn. Xe này vừa mới về bên Duy vừa rửa xe hút bụi xong là cho vào trưng bày luôn ạ. Chất xe còn rất đẹp luôn. Đây là cốp sau, cốp sau cũng rất là to luôn. Lớp dự phòng xe này thì cũng có lăn nhẹ rồi nha anh chị. Đây chúng ta có bảng tiêu hao nhiên liệu của xe. Nếu mà chúng ta đi đường ngoài đô thị thì khoảng 5,5 lít, 5,42 lít cho 100 km, hỗn hợp là 6,1 lít nha anh chị, cũng rất là tiết kiệm xăng. Đây là hàng ghế lái, đây là ghế lái. Chúng ta nhìn chất xe là chúng ta biết xe đi không nhiều và chủ xe sử dụng cũng rất là kỹ luôn ha. Ghế lái, vô lăng, cần số đều còn rất đẹp luôn nha anh chị. Bên Duy bán xe là cam kết không quay tua đồng hồ, không làm xe đâm đụng thủy kích. Động cơ hộp số là nguyên zin, sùng chỉ là nguyên zin luôn nha anh chị. Nếu mà sai cam kết thì bên Duy sẽ hoàn tiền 100% ạ. À, chúng ta cùng xem khoang động cơ của xe luôn này, rất đẹp luôn. Bên Duy thì bán xe thì khuyến khích khách hàng có thể đem cho hãng hoặc là bên Rara, bên thứ ba kiểm tra xe để cam kết chất lượng ha. Nếu mà sai cam kết thì bên Duy sẽ hoàn tiền 100% ạ. Đây là ốc chân máy đây ạ. Còn đây là ốc capo, ốc capo xe sùng chỉ zin hết ha anh chị. Chiếc Mazda 2 2016 chạy 51.000 này bên Duy hiện đang chào bán là 418 triệu còn hơn lượng ạ. Anh chị quan tâm liên hệ Duy nha, số điện thoại là 0908 779 773 thì em sẽ hỗ trợ tối đa. Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả ạ.